Ngày 23 tháng 4, Hội đồng tuyển dụng Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức viên chức năm 2023. Đã có 32 thí sinh trúng tuyển sau vòng 1 được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 4, trong đó công chức cấp thành phố 7 thí sinh, cấp xã 11 thí sinh và viên chức sự nghiệp khác 11 thí sinh. Tại vòng thi này, thí sinh tham gia thi vấn đáp các kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức viên chức cần tuyển dụng kỳ thi đã được quán triệt tinh thần nghiêm túc công khai minh bạch chính xác nhằm tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn có năng lực trình độ phẩm chất đạo đức tốt vào các cơ quan đơn vị sự nghiệp của thành phố và xã phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và tạo niềm tin cho các tầng lớp nhân dân theo đánh giá chung kỳ thi đã diễn ra an toàn nghiêm túc đảm bảo theo đúng quy định